Chào các bạn, bây giờ là buổi sáng thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024, tức ngày 8 tháng 6 năm Giáp Thìn. Buổi sáng hôm nay trời nắng rất đẹp. Trong những năm gần đây, càng ngày cây vải hoặc bất cứ một cây gì đó chúng ta làm để mang tính kinh doanh, thì sâu bệnh càng ngày càng nhiều. Thì nguyên nhân nó đơn giản thôi. Bởi trong tự nhiên, bất cứ một cây gì đó nó mọc là nó mọc theo quy luật tự nhiên. Nhưng khi chúng ta trồng nhiều đồng loạt mang tính chuyên môn hóa cao thì nó ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, cho nên nó phát sinh nhiều sâu bệnh. Mình ví dụ như bên Anh có cây sồi, thỉnh thoảng có một cây không sao, người ta mang một loạt sồi đến trồng để tạo cảnh quan đẹp, thì người ở đó bị cái bệnh bệnh gì mình quên rồi. Và đã tìm hiểu ra là hóa ra bệnh ấy là do con bọ chét nó gây nên. Và khi trồng cây sồi thì con hươu, con chuột hay con gì đó nó đến ăn, từ đó nó mang bọ chét đến. Vậy là khi trồng cây sồi nó làm mất cái quy luật tự nhiên. Còn khi mình làm cây vải thì chúng ta xưa nay chúng ta đều biết rồi. Ngày xưa các cụ chúng ta, ông bà chúng ta, bố chúng ta trồng trong vườn đủ các loại cây, cả cây táo, cây đào, cây khế, cây mít, cây chanh, cây cam, cây bồng, cây bưởi cũ ngày xưa thì không sâu không bệnh, bởi vì vườn chúng ta là vườn tạp đủ các kiểu cây thì nó phù hợp với quy luật tự nhiên, giống như rừng tự nhiên vậy, mỗi thứ một tí cho nên nó không có sâu bệnh. Nhưng giả sử bây giờ chúng ta trồng cây táo hàng loạt, đồng loạt táo mà thì chúng ta phải chăm bón, phải tưới, phải tắm, phải phun thuốc sâu rất là nhiều thì mới được ăn. Thế bây giờ nhà mình cũng trồng hai cái táo để ăn giống như ngày xưa thì chắc chắn không được ăn táo nữa. Vì khi mình trồng cây táo xanh thì có, nhưng chín thì bị sâu ăn hết rồi. Vì bây giờ chúng ta trồng cây táo quá nhiều. Đấy. Vậy nguyên nhân thứ nhất là khi chúng ta kinh doanh, chúng ta sản xuất đồng loạt, trồng một loại cây ăn quả, trồng một cái gì đó nó mang tính chuyên môn hóa cao, nó chuyên nghiệp, thì nó làm mất cân bằng của môi trường. Khi chúng ta trồng nhiều một loại cây ăn quả nào đó, một loại cây công nghiệp nào đó, hoặc là một loại cây gì đó, thực vật nào đó, thì nó tạo ra một cái môi trường thức ăn nhiều cho một đối tượng sâu bệnh nào đó. Khi cái đối tượng sâu bệnh đấy nó có một cái điều kiện môi trường nhiều thức ăn thì nó sẽ phát triển. Và nó phát triển đến mức độ nhất định nào đó, nó nhiều hơn tự nhiên, thế là nhiều sâu bệnh. Thứ hai là nguyên nhân do chúng ta chăm sóc, đó là phân, thuốc sâu gì đó. Đấy, mình ví dụ như phân. Thế tại sao mà những địa phương làm vải càng mới lại vải càng đẹp? Mình ví dụ ngày trước, vải vùng thấp mình, ví dụ như là làng Lương, Kép, Hồng Giang, vải đẹp. Nhưng bây giờ không còn đẹp nữa. Và đẹp dần ở trên. Ví dụ càng vùng lên vùng trên, vải càng đẹp. Bởi vùng trên là các bạn làm sao? Vậy, thứ nhất là chúng ta khai thác cạn kiệt những nguồn tài nguyên đất là khoáng chất. Khi mới trồng thì chất dinh dưỡng ở trong đất đó nó đa dạng, nó phong phú, đặc biệt một số cái chung vi lượng. Nhưng khi chúng ta trồng lâu ngày, chúng ta cứ bón phân, ví dụ đạm đơn kali, liêu huỳnh, bón phân gọi là hóa học, gọi là phân vô cơ, để chúng ta làm cho quả nhanh, thế dẫn đến hiện tượng là cây nó hút cạn cái nguồn năng lượng, cái nguồn cạn quyệt, cái nguồn chất vi chất ở đấy, và gọi là vi lượng, phải không? Chung vi lượng. Dẫn đến hiện tượng là nó cạn kiệt cái nguồn tài nguyên nữ đất trong đấy, hay là cây nó không còn được đẹp như ngày xưa. Nhưng cái vùng mới thì vẫn còn. Ví dụ như nhiều bạn đã có ý tưởng là chúng ta lấy đất ở những vùng vải đẹp, chúng ta mua đất, chúng ta về chúng ta lấp đẻ trong vườn mình. Vậy khi chúng ta đẻ trong vườn nhà mình thì vải chúng ta đẹp, nhưng được vài năm sau nó cũng mất dần. Đấy. Vậy là nguyên nhân thứ hai là khi chúng ta khai thác đất đã bị cạn kiệt cái nguồn tài nguyên đất, cho nên dẫn đến hệ quả là cây vải hoặc cây gì đó chúng ta mới trồng được một vài năm, một thời gian ngắn thì nó đẹp, nhưng dần dần nó xấu dần lại do nguyên nhân thứ hai này, là chúng ta
không bồi bổ lại đất, cải tạo lại đất đấy, để nó cho nó trở về giống như là môi trường cũ ngày xưa. Còn nguyên nhân thứ ba, nguyên nhân này mới là nguyên nhân chủ yếu, then chốt, đó là chúng ta sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đó là thuốc sâu, thuốc bệnh. Thường là chúng ta sử dụng, chúng ta theo thói quen. Ví dụ, khi chúng ta phun cái thuốc này, mình cứ ví dụ như Zidomin đi, hay là thuốc sương mai và thán thư đỉnh cao nhất là Zidomin, gồm có hai chất đó là mancozeb và matelicin, là hai thuốc vừa đắt, là thuốc này gồm có hai hoạt chất đắt nhất và chất lượng nhất. Hoặc là thuốc thán thư thì có amitriptyline. Đấy. Vậy là chúng ta năm ngoái chúng ta phun nó xuống lại tốt. Năm nay chúng ta phun tốt thì chúng ta phun mãi miết đi cái amitriptyline. Cho amitriptyline có azoxystrobin, difenoconazole. Đấy, ví dụ thế mình kiểu trong nhớ được rõ. Thì vì hai thuốc này là thuốc tốt thật. Nhưng chúng ta phun mãi nó thì dẫn đến hiện tượng là nó kháng thuốc. Bởi vì chúng ta dùng mãi một hoạt chất. Dùng đi dùng lại hai chất đấy thì dẫn đến hiện tượng là các vi khuẩn ở các loại nấm bệnh nó kháng. Khi nó kháng thuốc rồi, thế là mình dùng đi dùng lại mãi một loại thuốc, nó kháng thuốc, và kháng thuốc thì chúng ta chuyển sang dùng thuốc khác, nó gọi kháng chéo, nó vẫn bị kháng thuốc. Vậy là do chúng ta dùng thuốc, bây giờ chúng ta cái hoạt chất đó nó có thể trong nhiều sản phẩm khác nhau, chúng ta có đổi thuốc thì nó vẫn là hoạt chất đó. Thậm chí cho ta đổi thuốc nó không có hoạt chất đó nhưng mà nó cùng nhóm đó, nó vẫn đến hiện tượng là kháng thuốc. Vậy là do chúng ta dùng thuốc. Vậy trong thuốc sâu có nhiều gốc, thuốc sâu thuốc bệnh nó nhiều gốc và nhiều nhóm, nhiều cơ chế tác động khác nhau, chúng ta phải luân phiên thay đổi. Chứ không phải thuốc này tốt, năm nay dùng sang năm dùng, dùng mãi dùng miết đi, dễ hiện tượng là nó kháng thuốc. Ngoài kháng thuốc ra nó còn lưu ở cái sản phẩm của chúng ta. Ví dụ chúng ta phun cái sản phẩm này nhiều, một lần, hai lần, ba lần, dẫn đến tượng nó thừa cái sản phẩm ra ở trên đấy, nó lưu dẫn trong đấy, nó không, cây nó không hấp thụ hết, nó không phân hủy được hết, dẫn hiện tượng là nó ảnh hưởng đến sản phẩm của mình, kháng thuốc. Đấy. Đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Vậy nguyên nhân tại sao bây giờ bất cứ một loại cây ăn quả gì càng ngày sâu bệnh càng nhiều? Thứ nhất là vì chúng ta sản xuất đồng loạt, tạo ra một môi trường thức ăn nhiều, cho nên sâu bệnh đó sẽ phát triển nhiều. Vì chúng ta sản xuất mang tính chuyên môn hóa cao đồng loạt. Thứ hai, do chúng ta khai thác cái đất đó, khai thác cái vườn đó, chúng ta không cung cấp lại đủ chất dinh dưỡng, nó quay lại như ngày xưa, nó cạn kiệt một số chất là sản phẩm nó kém chất lượng, kém khả năng kháng chịu thuốc, kháng chịu sâu bệnh. Thứ ba, vì chúng ta dùng cái sản phẩm thuốc nó nhiều lần hoặc là nhiều thuốc khác nhau như cùng gốc, dẫn đến hiện tượng là cùng nhóm, dẫn đến hiện tượng là kháng thuốc, hay là kháng thuốc, thế là dẫn đến hiện tượng là sâu bệnh nó nhiều. Đấy. Mình ví dụ như cây nhãn này, nhà mình như có cây vải đằng trước mình gọi là vải che nhà, còn hai cây nhãn này gọi là nhãn che sân. Thì hầu như mình thấy mình không phun thuốc, khi nào mình phun thuốc vải thừa thì mình lướt lướt qua, hoặc có phun qua mình chỉ cứ lướt lướt qua, nhưng hầu như là không mất mùa. Tất nhiên cây nhãn này là nhãn mọc tự nhiên, gọi là nhãn lồng hay nhãn thóc hay nhãn gì mình không quan trọng. Có năm bán 6.000, có năm bán 3.000. Nhưng mà này không kéo giá cả vải thiều đất này nó được trên tiền chục, thì một cây này cũng bán được tiền triệu, hoặc để ăn thì rất thoải mái, đúng không? Vì sao mình không phun thuốc, không bón phân, không gì, nhưng quả lúc nào cũng có? Bởi vì cây nó thuận tự nhiên, mình không chăm sóc gì, nhưng mà nó khỏe, mang tính tự nhiên, cho nên cây nó chống chịu tốt, nó kháng bệnh tốt, kháng sâu tốt, cho nên nó vẫn ra hoa đậu quả bình thường. Đây, các bạn quan sát. Đấy. Hai cây nhãn. Dạo trước mình đã quyết định mình tỉa. Trước mình chưa tỉa, bởi vì mình dùng nó làm che sân cho nó mọc tự nhiên, nó cạnh nó rậm rạp thì nó che được sân. Như vừa rồi mình thấy vải đắt, cho nên mình quyết định mình tỉa thưa tất cả những cành răm, cành hoang bên trong. Còn cây này cao khủng, cao khiếp, cao 7.8 mét các bạn ạ. Bởi vì nó là chỉ là cây mọc tự nhiên ở các góc sân cũ nhà mình, cho nên mình để đây gọi là cây nhãn che sân, để cho khép tán. Ví dụ mình tập võ buổi trưa, buổi chiều, chiều tối tập thoải mái. Bên này là cây vải u hồng. Đấy. Ra lộc rồi nhưng mà cái bị các loại cỏ rác nó phủ kín rồi.
Còn cái nhãn này thì quả sai chịu. Mình phun thuốc thì ít, bởi vì chỉ khi nào phun vải thừa thuốc mình mới lướt qua. Nhưng sai chùm, sai cục. Đấy, rất đẹp. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình dừng video tại đây. Đây, cái khu sân tập võ, nhưng mà có hôm các bạn chia sẻ giỏi hơn tập võ của mình. Tập võ khi nào mình rảnh mới tập được, bận rộn quá không tập được các bạn ạ. À, chỉ làm che sân thôi. Đấy, bây giờ treo bao cát, treo bao đấm, thậm chí những gốc khác bên cạnh này có thể làm cái này để tập đá đây. À, đây đá lên à, đấy đấy gọi là cái nhãn che sân. Rồi, U Hồng đang chuẩn bị miếu lộc 2 các bạn ạ. Bạn các bạn làm 2 lần lộc chắc là các bạn thắng được cái khoai rồi. Đang chuẩn bị miếu lộc 2 rồi. Và bây giờ mình vẫn làm 4 3 lần lộc nhá. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Mình dừng video tại đây. Còn đi làm đây.